bấy giờ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn các bồ tát này hành nghĩa sâu xa phật bảo thiện hiện đúng như vậy đúng như vậy các bồ tát này hành nghĩa sâu xa thiện hiện nên biết các bồ tát này có thể làm việc khó làm đó là ý nghĩa đã hành tuy rất sâu xa nhưng đối với pháp của địa vị thanh văn độc giác có thể chẳng chứng đắc cụ thọ thiện hiện bạch phật theo con hiểu nghĩa phật dạy việc làm của các bồ tát này chẳng khó chẳng nên nói hết các bồ tát ấy có thể làm việc khó làm vì sao vì nghĩa sở chứng sâu xa của bồ tát này đã bất khả đắc nên năng chứng bát nhã bà làm mật đa cũng bất khả đắc pháp chứng người chứng nơi trốn chứng thời gian chứng cũng bất khả đắc nếu các bồ tát nghe lời này tâm chẳng chìm đắm cũng chẳng hối hận chẳng kinh chẳng sợ thì chính là hành bát nhã bà làm mật đa các bồ tát này khi hành như thế chẳng thấy các tướng cũng chẳng thấy ta hành bát nhã ba la mật đa để gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề xa lìa địa vị thanh văn độc giác vân vân Các bồ tát này đối với việc như thế cũng chẳng phân biệt ví như hư không chẳng nghĩ ta cách vật kia hoặc xa hoặc gần vì sao vì hư không không động không phân biệt vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế chẳng nghĩ thanh văn độc giác xa ta vô thượng bồ đề gần ta vì sao? Vì bát nhã bà làm mật đa sâu xa đối với tất cả pháp không phân biệt vậy. Ví như người biến hóa chẳng nghĩ, chất huyễn, thầy huyễn gần ta, chúng bàng quan, vân vân cách xa ta. Vì sao? Vì người huyễn không phân biệt vậy. Bát nhã bà làm mật đa sâu xa cũng thế, chẳng nghĩ, thành văn độc giác, cách xa ta, vô thượng bồ đề gần ta. Vì sao? Vì bát nhã bà làm mật đa sâu xa không phân biệt tất cả pháp vậy. Nên biết các dụ về bóng hình cũng như thế, giống như như lai ứng tránh đẳng giác, không ưa không ghét tất cả pháp. Vì sao? Vì như lai đoạn trừ hẳn tất cả phân biệt về thương ghét vậy. Bát nhã bà làm mặt đa sâu xa cũng thế, không ưa không ghét tất cả pháp. Vì sao? Vì bát nhã bà làm mặt đa sâu xa đều rớt hẳn tất cả phân biệt vậy. Ví như người được như lai biến hóa ra, tuy có hành động nhưng không phân biệt, Bát nhã bà làm bà đa sâu xa cũng như thế. Mặc dù có thể thành tựu sự nghiệp đã làm nhưng không phân biệt. Ví như có người thợ khéo, chế hết tạo ra các loại người máy hoặc nam hoặc nữ vân vân. Các người máy này tuy có hành động nhưng không phân biệt. Bát nhã bà làm bật đa sâu xa cũng như thế. Tuy có làm các thứ việc cần làm nhưng không phân biệt. Khi ấy xá lợi từ hỏi thiện hiện, nếu các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa -sa là hành pháp bền chắc hay là hành pháp chẳng bền chắc? Thiện hiện thưa, nếu các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa -sa là hành pháp không bền chắc, không hành pháp bền chắc, thì ấy có vô lượng thiên tử cõi dục nghĩ, nếu các Bồ Tát có thể phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác, thì mặc dù hành nghĩa lý sâu xa của bát nhã ba la mật đa, nhưng thường chẳng chứng đắc, niết bàn chẳng rơi vào địa vị thanh văn độc giác. Do nhân duyên này, nên rất là hiếm có thường làm được những việc khó làm tất cả thế gian đều nên kính lễ cụ thọ thiện hiện biết ý nghĩ của các thiên tử nên bảo với họ nếu các bồ tát hành bát nhã ba làm bật đa sâu xa chẳng chứng niết bàn chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác thì chẳng phải là việc khi hữu chứ phải là việc khó làm nếu các Bồ Tát biết tất cả Pháp và các hữu tình hoàn toàn chẳng khó, đều bất khả đắc, mà phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác, mặc áo giác tinh tấn, thể độ vô lượng vô biên hữu tình, giúp vào cảnh giới vô dư bát niết bàn, thì đó mới thật là hy hữu, thường làm được việc khó làm. Thiên tử nên biết, nếu các Bồ Tát Mặc dù biết các pháp và các hữu tình đều bất khả đắc, nhưng phát tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác. Mặc giác tinh tấn là vì muốn điều phục các loài hữu tình, như có người vì muốn điều phục hư không, mặc áo giáp bền chắc chiến đấu cùng hư không. Vì sao? Này các thiên tử, vì hư không viễn ly nên hữu tình cũng viễn ly. Hữu tình viễn ly nên áo giáp cũng viễn ly, hữu tình viễn ly nên sự nhiều ích cũng viễn ly hữu tình viễn ly nên năm uẩn cũng viễn ly hữu tình viễn ly nên tất cả pháp cũng viễn ly nếu các bồ tát nghe lời này tâm chẳng chìm đắm cũng chẳng lo buồn chẳng kinh chẳng sợ là hành ban nhã ba làm mật đà, khi ấy thế tôn bảo thiện hiện vì nhân duyên gì mà các bồ tát nghe lời như thế tâm chẳng chìm đắm cũng chẳng lo buồn chẳng kinh chẳng sợ cụ thọ thiện hiện bạch bạch thế tôn do tất cả pháp đều viễn ly vậy không sở hữu vậy vì sao vì các bồ tát này đối với tất cả pháp hoặc chìm đắm vân vân hoặc bị chìm đắm vân vân hoặc nơi chốn chìm đắm thời gian chìm đắm người chìm đắm vân vân do đây chìm đắm vân vân đều không sở đắc do tất cả pháp bất khả đắc vậy nếu các Bồ Tát nghe việc như thế, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo buồn, chẳng kinh, chẳng sợ, thì đó là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu các Bồ Tát khi hành như thế, thì các trời, đế thích, đại phạm thiên vương vân vân chủ thế giới đều cùng kính lễ. Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì chẳng phải chỉ thường làm cho các trời đế thích, đại phạm thiên vương vân vân chủ thế giới đều cung kính đảnh lễ, mà các Bồ Tát này cũng được hơn thế nữa, đó là trời cực quang tịnh hoặc trời biến tịnh, hoặc trời quảng quả, hoặc trời tịnh cư, và trời rồng a tốn Lạc vân vân khác cũng đều kính lễ, cũng được chư Phật và Bồ Tát ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong mười phương đều hộ niệm. Thiện hiện nên biết, các Bồ Tát này thường được chư Phật, các chúng Bồ Tát, các trời rồng a tốn Lạc vân vân nhớ nghĩ, bảo vệ. Công đức cần lành, từng niệm từng niệm tăng trưởng, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng vô đề Tiền hiện nên biết các Bồ Tát này đã trụ được địa vị bất thối truyền của Bồ Tát. Giả sử tất cả hữu tình ở thế giới trừ Phật như các sông hàng trong mười phương đều biến thành ma. Các chúng ma này đều hóa làm chừng ấy ác ma. Các ác ma này đều có vô lượng vô biên thận lực. Các ác ma này dùng hết thần lực của mình cũng chẳng thể làm trở ngại. Các Bồ Tát này hành bát nhã ba làm bật đa sâu xa hoặc thối lùi Bồ Đà. Thiện hiện nên biết nếu các Bồ Tát thành tựu hai pháp thì tất cả ác ma chẳng thể làm trở ngại. Hai pháp đó là một quan sát tất cả pháp đều không, hai không xả bỏ tất cả hữu tình. Lại nữa thiện hiện nếu các Bồ Tát thành tựu hai pháp thì tất cả ác ma chẳng thể làm chướng ngại. Hai pháp đó là một đúng như lời nói có thể thực hành tất cả. Hai thường được chư Phật hộ niệm Thiện hiện nên biết nếu các Bồ Tát thành tựu hai pháp thù thắng như thế, thì các thiên thần vân vân thường đến để kính, phát khởi sự xem năng tinh tấn, gần gũi cúng dường, thưa hỏi, nói thế này. Lành thầy đại sĩ, ngài có thể dùng phương tiện thiện xảo như thật hành bát nhã ba làm mật đa sâu xa, màu có thể an chủ địa vị trí tuệ của chư Phật, có thể làm chỗ nương tựa cho tất cả hữu tình không có nơi nương tựa, có thể cứu hộ kẻ không có người cứu hộ có thể làm nhà cửa cho kẻ không có nhà cửa có thể làm nơi hướng đến cho người không có nơi hướng đến có thể làm hòn đảo cho người không có hòn đảo có thể làm chỗ quay về nương tựa cho người không có nơi nương quay về nương tựa